Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nhé. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại cầu Hóa An. Cái lý do hôm nay Phú lại ra cầu Hóa An để báo cho quý vị một cái tin thực sự là không muốn nghe một tí nào. Thì tiếp tục chúng ta lại nhận một tin có một người phụ nữ khoảng 45 tuổi đi một chiếc xe máy Airblade màu đỏ lên trên cầu, để lại xe máy và nhảy xuống để kết thúc mọi chuyện quý vị. Thực ra thì Phú cũng không muốn làm cái video này, nhưng mà có một điều là cảm thấy rất là buồn cho những cái người mà người ta đã tìm đến cái cách mà kết thúc cuộc đời. Nó rất là đau buồn và đau khổ, không những cho bản thân của người ta mà còn cho cả những người ở lại. Cái thông tin này có từ ngày hôm qua quý vị. Ngày hôm qua là ngày 21 tháng 4 năm 2021, còn gọi là ngày giỗ tổ Hùng Vương ấy. Thì có một số người, người ta đã nói là chắc là muốn là được ăn dỗ cùng với ngày Hùng Vương luôn hay sao mà lại chọn cái ngày này để mà kết thúc cuộc đời. Thậm chí còn có nhiều người còn nói là cái cầu này nên đổi tên là cái cầu Hóa Kiếp chứ không phải là cái cầu Hóa An. Quý vị cứ nhìn thử đi, một cái cầu đẹp như thế này, không hiểu vì sao mà người ta lại chọn nó để làm cái nơi kết thúc cuộc đời của mình. Nhảy xuống không phải là để kết thúc nỗi đau của mình, mà là để chuyển từ nỗi đau của mình sang cho nỗi đau của người khác, nỗi đau của những người ở lại. Thực sự rất là buồn vô cùng quý vị ạ. Cái video này Phú chỉ muốn chia sẻ một chút thông tin như vậy và cho quý vị cùng nhìn lại cái cầu Hóa An. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo.